Gió lên lay động hoa bằng lăng thước tha. Cô ký con trai đó là mua được cái nhà cũng được 2 tầng à? Mua liền được cái nhà. Mua liền được cái nhà đó. Sao mà cô làm ăn thất bại quá? Cái thời cuộc lúc đó nó cũng hơi bị khó khăn nhiều lắm. Mình cũng không đánh đổi mình tệ lắm đâu, nhưng mà lúc đó giấy tờ khó khăn lắm. Không có cho mà mình chuyển từ cái tỉnh này qua tới cái tỉnh kia. Chỉ hát vòng vòng ở trong cái tỉnh đó thôi. Thành phố cũng không có diễn được mới là kéo đi tỉnh. Hết tỉnh này tới tỉnh kia cho thành phố. Ngay cái Sài Gòn của mình là hát cũng không có khán giả nữa. Cho nên vì cái chỗ đó tưởng đâu lúc đó là cải lương là chết lúc đó. Chào mừng mọi người đến với chương trình, tôi là Trung Dân. Kính thưa quý vị, nhân vật của chương trình ngày hôm nay Trung Dân muốn giới thiệu với mọi người. Xin trân trọng chào nghệ sĩ Kiều Mai Lý. Dạ, xin chào cháu Trung Dân. Dạ. Nhắc đến nghệ sĩ Kiều Mai Lý, người ta thường nghĩ đến một diễn viên hài đã ở độ tuổi ngoại thất thập. Nhưng nữ diễn viên Kiều Mai Lý lại vốn dĩ là một nghệ sĩ cải lương. Bà bén duyên với nghệ thuật này từ năm 16 tuổi. Sự nghiệp của bà nhanh chóng có nhiều thăng tiến và được nhiều đoàn cải lương hồi đó săn đón như Minh Cảnh, Dạ Lý Hương, Trần Hữu Trang. Những năm 1975, sau khi gánh hát do chính bà và chồng thành lập giải thể, bà quay về hoạt động tại đoàn Thanh Nga và Trần Hữu Trang. Và cũng từ đó, bà trở thành diễn viên hài được nhiều người biết đến như hiện nay. Sự nghiệp và đời tư đều có nhiều thăng trầm, nhưng nữ diễn viên vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật cho đến ngày hôm nay. Cô là người gốc ở Sài Gòn luôn hả cô? Cô gốc sanh đẻ ở Sài Gòn luôn. Dạ, ba má cô có làm nghề hát giống như cô không? Không, ba má cô là kinh doanh. Dạ. Buôn bán chứ còn không có biết về cái nghề này đâu. Nói chung cái cuộc đời của cô nó ngộ lắm. Cô là sanh chánh gốc luôn, là bây giờ là cái đường Vũ Tùng của chợ Bà Chiểu bây giờ đó. À. Đó là cô sanh tại đó đó. Dạ. Trường Chi Lăng cô học là bây giờ cái gì lập đó. Hồi xưa đó thì nói đúng là gia đình cô không có ai theo nghề nữa trơn á. Mà nói thẳng luôn là làm như họ không, cũng không hiểu gì cái nghề này luôn, không thích luôn á. Không thích, vậy lúc cô đi theo cái nghề này, gia đình là cô có phản đối không cô? Cô theo cha mẹ nuôi. Dạ. Tại vì hồi cô sanh ra là được 1 tuổi á, thì mẹ có bầu em kế đó. Mới nằm trên bao thấy là giống như là em té xuống mương, cho nên mới sợ. Sợ cô không biết lần là nhiều khi đi sanh rồi không biết cô có sao mới gửi cho cái người hàng xóm người ta nuôi giùm. Dạ. Mà rốt cuộc không về là cái mất con luôn. Hả? Là cô không chịu về luôn. Mà gia đình đó con biết nghèo, nghèo rớt mồng tơi luôn vậy đó. Mà kêu về không về. Dạ. Chứ ở bên này giờ bà ngoại nói thôi giờ con đông quá thì thôi kệ người ta không có con, thôi cho người ta nuôi đi. Chứ mất gì mà dành hoài chi. Dạ. Giờ ông già ông nói thôi kệ cho ở đi, chừng nào muốn về thì về. Rồi cái người mà cha mẹ nuôi cô đó, là cha mẹ nuôi là bà già nuôi là có ông già đó là hồi xưa đi quánh trống kèn đám ma đó. Dạ. Cho nên cũng hơi có cái máu nghệ sĩ văn nghệ chốt hồi đó, là nói chung á cô có cái hơi ca. Dạ. Thấy người ta ca rồi cái mình cứ ca. Rồi bà già có nói trời ơi con nhỏ này nó có cái hơi tốt quá mà sao nó không ấy. Rồi nhưng mà nhờ có cái ông anh rể, ông nói trời Lý nó có cái hơi hay quá. Thôi để tôi nói chuyện với ông thầy tôi rồi năn nỉ ông dạy cho. Má nói ông có tiền con ơi, không có tiền con đi học đâu. Không, để con hỏi ông coi ông ấy rồi. Ông nói thôi giờ kệ ông dạy cho. Nhưng mà nói xin lỗi con nghèo tới mức một cái ly cà phê đen đó cho ông thầy uống con không có luôn. Rồi á lâu lâu ông xuống mà được một ly cà phê cho ông, 2 lần gói thuốc cô táp đó, mừng lắm. Dưng cho thầy, mà thầy cũng nói thôi con, tụi bay không có tiền đâu, nhớ như kia. Nói thôi, thầy uống với con ly cà phê đi, hút cho con đứa thuốc đi. Đó, mà ông thầy ổng dạy, thì nói đúng á, ông trời ổng cũng cho cô cái nghề này đó. Đúng là tổ nghiệp cho cô cái nghề năm này. Năm bao nhiêu tuổi thì cô mới chính thức đi học? Năm đó là cô khoảng 11, 12 tuổi thôi. 11, 12 tuổi? Ừ, cứ nói trời ơi sao không có tiền mà đi học được, sợ ông thầy ông buồn. Nhưng mà nói đúng ông dạy, ông dốc công ông dạy. Mà ông thầy của cô đặc biệt con cái ông biết đờn. Không biết đờn mà dạy được học trò. Trời đất, nghĩa là đi nói ai không ai tin hết trơn á. Dạ. Đó, mà cứ dạy cái ông cứ nè con, nghiệp này nha, nghiệp này nha, nghiệp nội này nha, nghiệp ngoại này, ông cứ nghiệp cho mình vậy nè. Vậy mà khi mà vô mà nói ngày mai chú dắt con đi ráp với đờn nha, là vô không có sai một đường nét nào con. Ông hay tới cái mức như vậy. Bây giờ con nhớ tên cái người thầy của cô không? Ông thầy của cô tên ông Năm Đồng, cũng ở gần xóm mình luôn, mà ông ráng ông dạy. Mà đi cũng 5-7 đứa chứ không phải một mình cô không đâu. Nhưng mà vô hả, là một mình cô là đứng trội nhất hết, đứng trội nhất hết.
Yeah. Cho nên ổng cũng thương, ổng nói tao dạy 5-7 đứa xong có mình mày tao thấy hơi được được thôi. Rồi tên của cô, nghệ danh của cô là ông thầy đặt hết. Ổng có nói ý nghĩa làm sao là khi lấy cái nghệ danh đặt cho cô là Kiều Mai Lý. Ổng nói chú thích cái tiếng Kiều lắm, thôi giờ đặt cho con Kiều Mai Lý được không? Là mình qua một cái cầu mà bông mai trồng theo một cái... cái đường thiên lý. Cái đường thiên lý vậy đó. À. Con thấy có được không? Cái hồi mình còn nhỏ mà, đâu có biết gì đâu. Cái này, thầy đặt sao con ưng vậy à? Không có sao đâu thầy. Mà con thấy cái tên nó cũng đẹp lắm đó chứ. Cái đẹp chứ con, Kiều Mai Lý là tên đẹp. Đẹp yeah. Đó, con thấy đẹp lắm. Cái ông nói, đẹp không con? Đẹp không? Đẹp vậy chú lấy cho con cái danh hiệu đó nha. Nhưng mà tên thiệt của con thì chú vẫn lấy đó. Chứ ngày xưa con có nhớ là những cái người mà làm nghệ thuật giống như mình á, họ lấy tên là họ kêu theo thứ, cô Năm Phỉ, cô Sáu gì đó, cô Bảy gì đó. Ví dụ như bây giờ là còn có cô như là cô Út Bạch Lan, thứ Út, rồi chú Út Trà Ôn đó, rồi chú Út Hiền, Út Hậu đó. Nhưng mà cô, cái say mê của cải lương từ đâu mà cô nghĩ rằng cô sẽ gắn cái cuộc đời của cô với cái bộ môn này? Trời ơi, hồi đó cô mê chị Thanh Hương dữ lắm. À, cái hơi của chị Thanh Hương hay lắm con. Dạ. Không biết với người khác sao nhưng mà với cô giống như là thần tượng của cô vậy đó, cô mê lắm. Dạ. Cho nên nó khi mà nghe chị hát được cái tự nhiên cái mình lân lân lên đó, tôi muốn theo cái vậy nè. Dạ. Thích chứ. Cố nghệ sĩ Thanh Hương. Con nghe nói hình như là cô ấy là người vợ đầu tiên của chú Hùng Minh phải không cô? Đúng. Cô ấy bị bệnh rồi cô ấy mất. Đúng rồi. Hồi xưa cô học ở chỗ trường Chi Lăng đó. Dạ. Rồi cái đi lên một khoảng nữa là đường Hoàng Hoa Thám, bây giờ là đường cây quéo đó. Dạ. Có một cái đình ở trên đó đó. Dạ. Mà cứ hả tan giờ học rồi là cô phải lên trên đó, tại vì chánh Thanh Hương Minh mới vừa lập rồi tập tuồng ở tại ngay cái đình đó, cho nên bữa nào cô cũng leo lên trên, cô ngồi mấy tiếng đồng hồ luôn, người ta tập sân khấu cái ngồi như này coi mà mê lắm con ơi, mê ghê lắm. Ở nhà biết được có rầy cô không cô? Bà già biết nhưng mà bà già không có rầy, tại vì nói chung là nói cô đi coi cái đó cũng được không sao, tại vì bà già cũng có cái máu đó mà, cũng thấy thích nên ra mới chịu cho cô đi học cải lương chứ không thôi đâu ấy. Dạ. Rồi mình đi ca tài tử vậy thôi hả, thầy dắt đi đám dì hổ, đám cưới chỗ đám nào mà cứ kêu thầy là thầy dắt cho đi. Mà lúc đó là vô cô ca này với không biết ông nhạc sĩ Năm Lòng không đó, nhạc sĩ Năm Lòng nè, nhạc sĩ Văn Vĩ nè, nhạc sĩ Duy Trì nè, đó mấy ông đó không, mà vô đó là thử thời giận với mấy ông đó là thầy đơn không, thầy đơn không, thầy đơn không, nghĩa là thương á thì còn vuốt theo mày chơi ngang, còn mà hả thử miếng là sống chết là biết liền đó. Chỗ hay lắm con ơi, mấy ông nhích một cái là mình rớt liền đó. Dạ đúng rồi. Mà nếu mình không cứng cửa là mình chết với ông mấy ông luôn. Dạ. Đó, cho nên nó khi lúc đó cô ca, mình cứ ca thì theo cái nghiệp của mình thôi. Còn ông muốn phá tôi cỡ nào thay kệ, không thành vấn đề. Nhưng mà dạ, mấy ông lại thích. Này, giỏi, tao thử mày mấy cái mà mày không rớt là mày ngon rồi đó. Không rớt. À không rớt. Nhất là giọng cổ rồi nghe cái vô rồi mà ông hay lắm, phải nói là thầy đờn luôn. Thời mà cô bước lên sân khấu với tư cách là một nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi, cô có nhìn thấy được cái sự cạnh tranh khốc liệt không cô? Khi mà cô đi cái đoàn nhỏ đó thì nó khác. Cái cạnh tranh của nó rất là nhẹ nhàng, nó không có đến đổ, tại vì có một mình mình cõi à. Dạ. Thì mình thấy rất là dễ. Nhưng khi mà cô bước lên từ cái một cái đụng nhiều nhiều mặt nữa đó, cô xuất hiện trong những cái gánh mà gọi là đại bang. Đại bang. Đó bây giờ cô nói là Dạ Lê Hương. Dạ Lê Hương. Khi mà cô về đoàn Dạ Lê Hương, khi cô ở đoàn Minh Cạnh thì cô cũng chỉ có một mình ngôi sao của cô thôi, chứ không có cái ngôi sao nào mà trội hơn cô hết. Dạ. Thì khi mà cô về bước về Dạ Lê Hương thì con coi cả chục cái ngôi sao. Kép á thì có anh Hùng Cường. Dạ. Anh Út Hiền. Dạ. Dũng Thanh Lâm. Dạ. Anh Sang. Dạ. Đang. Rồi Hề á thì có anh Văn Trung. Dạ. Tư Rộm, rồi Tùng Lâm, Thanh Việt đó, con coi toàn là gai gọc không ha, thứ dữ không. À, còn bên Đào á thì chị Bạch Tuyết, chị Ngọc Dào, chị Phượng Liên, chị Hồng Nga, chị Kim Ngọc, chị Mai Lan nữa, rồi bây giờ tới cô nè, Trang Bích Liễu nè. Trời ơi, cái đoàn Giải Lý Hương hồi xưa mà cái đội ngũ nghệ sĩ này khủng khiếp vậy hả con? Khủng khiếp tới như vậy đó. Anh nói là toàn là sao không, sao dữ không đó, bởi vậy người ta mới nói là đại bang. Đại bang đó. Rồi hỏi con chứ bây giờ cô vô đó cô làm gì đây? Thì chỉ có nước hát mấy cái giai đào kế bên thôi, chứ làm sao cô đâu, không lẽ bây giờ kéo chị Bạch Tuyết xuống để cho cô hát chánh. Dạ. Yeah. Đúng không? Trời ơi, ngôi sao người ta bự quá mà sao được. Rồi từ chỗ đó cạnh tranh rất là khốc liệt. Cạnh tranh không phải là cạnh tranh về cái danh, cái ghét, nó không phải cái kiểu đó. Cạnh tranh về nghề. Nghề nghiệp.
Tức là chị hát hay tới cỡ đó tôi phải theo chị tôi học. Mà học trong cái âm thầm của mình chứ không để cho người ta thấy mà cũng không để cho người ta biết. Để chi khi ra hát á, chị 9, chị 10 tôi cũng được 6, 7. Thí dụ mình không có so được tới 9 đâu nhưng mà 6, 7 cũng được. Tức là cạnh tranh về nghề nghiệp chứ không phải là cạnh tranh về quần áo hay là gì sắc dốc cái này kia không phải. Chứ chị Kim Ngọc chứ có đẹp đâu mà cô lúc đó cũng xấu quá có đẹp gì đâu. Nhưng mà được có cái gì? Mình hát người ta thích, nó cạnh tranh một cách tích cực. Rồi xong đùng cái mấy chị xúm nhau đi sanh hết trơn bỏ mình cô đó rồi mình phải lên mình thế mấy cái vai này. Ủa sao cô thấy người ta sanh rồi cô không đi sanh luôn? Trời ơi lúc đó có chồng đâu đi sanh, có chồng đâu đi sanh. Lúc đó tình cái nghe nó lập gia đình là sợ muốn chết rồi, tại vì cái tên tuổi mình nó đang cái đà đi lên. Mà hồi xưa mấy ông bạn ấy mày mà lấy chồng sớm quá là cái nghề mày tiêu luôn, đừng lấy chồng sớm, phải để cho cái tên mình thiệt là lớn đi rồi mày mới có chồng, rất là sợ. Cô hồi xưa mình về một cái đoàn, thí dụ như đoàn Giả Lý Hương, mình ký là kêu ký hợp đồng, ký công tra đó con. Mình ký là bao nhiêu năm hả cô? Bao nhiêu năm đúng rồi. Thí dụ như hồi xưa đó cô ký cho anh Minh Cảnh là 40.000 là 2 năm. Rồi lương mỗi một đêm của cô, thí dụ cô nói một đêm là 50 nữa đi. Đó, còn cái tá cái 40.000 này là cô phải ký thành 80. Mà 80 ngày là trong vòng 2 năm. Tức là cô phải theo cái lịch này là cô làm tập tuồng vừa hát gì này kia giờ giấc phải như người ta quy định hết. Nếu mà cô sai trong một cái này á là cô phải đền 80. Thời điểm ấy là vàng bao nhiêu một lượng rồi cô? Chứ cô không nhớ đâu vì cô không biết xài tiền. Lúc đó đó cô ký công trai đó là mua được cái nhà cũng được 2 tầng à. Mua liền được cái nhà. Mua liền được cái nhà đó. Cô về Giả Lư Hương đó là cô ký là 350.000 là cô mua chiếc xe Honda nhỏ nhỏ đó. Lâu khoảng chừng mấy chục ngàn à, Honda xe hơi đó. Dạ, yeah, cái Honda vậy là Honda 360, Honda nhỏ xíu á. Dạ. Đó, cũng đúng mấy chục ngàn. Và là hồi đó là vàng, thì tôi cũng không biết xài tiền cho nên không biết cái vàng nó nhiêu mà cái tiền nó nhiêu nữa. Cô đi diễn, đi hát rồi xong xuôi rồi cô hết lấy hợp đồng tiền bạc cô đưa cho gia đình cô chứ cô không có xài. Cô không biết đồng bạc, tới bây giờ cô cũng không biết xài tiền luôn nữa nè. Nói con đừng có cười cô chứ không biết xài tiền luôn. Dạ, con cũng đâu có xài tiền đâu con. Con đi làm xong rồi cái là đưa cho vợ con. Trời, có bữa mấy bữa chích ngừa đó cô. Chích ngừa mà virus nè, cúm Covid-19 rồi cô. Mất trí nhớ đi làm về quên đưa tiền vợ luôn. Nó khánh nữa không? Thì không có, hâm thôi. Hâm thôi, hâm cái nhớ lại liền. Cái thời mà trước năm 1975, cô nói cụ thể là năm 1968 mà mậu thân đó cô. Thì cái lúc đó cô đi diễn chưa? Năm 68 là cô về Giải Lương rồi. Mà trong cái thời điểm mà chiến tranh này kia rồi, trong cái thành phố các đoàn hát sao cô? Ngưng hết. Đâu có hát được đâu con. Tại vì cô còn nhớ cái đêm mà cô hát ở Quốc Thanh á. Thì bữa đó có bà chị của cô, cổ bà đi chơi với cô. Xong cái mình bôi mặt đồ này kia, cái mình đi ra lúc đó mình thấy sao đường nó vắng que, không có người nữa. Ủa sao ngộ vậy? Nói trong lòng đấy. Sao lúc trước mình ra thì vẫn còn người ta đi tới đi lui, xe cộ đồ còn, mà sao tự dưng giờ lại không có người. Thì hai chị em mới ráng cuốc đi xuống tới chợ Thái Bình. Xuống chợ Thái Bình cái thấy kéo hàng rào kẽm đồ đó. Là lúc đó tại vì ở đó là ngay cái tổng nha cảnh sát đó, kéo hết cái có chiếc xe taxi chạy tới. Cô đi không cô? Tôi nói đi. Hỏi cô đi đâu? Tôi về Cầu Bông. Đi về Cầu Bông, tôi cũng đi về đó, đi lẹ đi. Cô mở đây lát không có xe cô về đâu. Hỏi sao vậy? Trời ơi người ta quấn giặt quá trời đó, sao cô còn ở đây? Cô hỏi gì vậy? Cô nói giặt ở đâu quấn. Hỏi ủa giặt đâu đánh? Vô tới quấn đại phát đánh quá trời đất kìa. Thì hai chị em mới lên xe. Lúc đó thí dụ mình nói đi 50, người ta lấy 100 mình cũng phải trả cho người ta 100 nữa chứ đâu có dám ấy. Cô ở Cầu Bông thì cái đài phát thanh nó nằm ở bên chỗ Thị Nghè đó. Quýnh lửa sáng rực lên, mình không biết. Tới chừng sáng hôm sau đó là mới nghe nói, trời ơi, vừa quýnh quá trời đất ơi. Sao mình quýnh vô tới đây dữ vậy? Nó quýnh vô tới rồi. Thì lúc đó con biết trong cái thời gian đó thì quýnh ở bên chỗ cái vùng mà bên là heo cũ của mình đó. Qua cái cuộc đó rồi thì bắt đầu mình mới làm ăn lại. Nhưng mà làm ăn lại thì nó lại không có trơn tru được nữa, giống như cái thời đó nữa. Nó bắt đầu là nó chừng lại rồi bắt đầu là thành phố cũng không có diễn được, mới là kéo đi tỉnh, hết tỉnh này tới tỉnh kia cho thành phố. Ngay cái Sài Gòn của mình là hát cũng không có khán giả nữa. Cho nên vì cái chỗ đó tưởng đâu lúc đó là cải lương là chết lúc đó rồi đó. Nhưng mà xong rồi nhờ cái khi giải phóng vô lại là cải lương mới sống trở lại. Cô nhớ là cô đã đóng bao nhiêu tuồng không cô?
Trời ơi, bây giờ nói biết bao nhiêu tuồng anh không nhớ nổi. Dạ. Yeah. Nhiều lắm. Cô đã từng diễn với tất cả các dân ca, nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu của cải lương. Tất cả hết trơn rồi. Ngày xưa thì soạn giả người ta viết một cái tuồng, thậm chí một cái đoạn, một cái câu ca, cái tính văn học nó có. Đúng, cái tâm huyết của người ta. Dạ, yeah. Con nhớ một cái giai đoạn mà con có xem trên YouTube, cô đóng vai một cái cô nàng, chú Chí Hiếu và cô Mai Lan hay cô gì đó ở trên đóng vai là vua. Con nói cái đó là dán bài lật ngửa đó. Trích đoạn. Cái đoạn mà sông Danh đó. Yeah. Cô ca, con phải nói là thời đó cái giọng của con, giọng hay còn gọi là làng hơi đó thưa quý vị. À, trong nghề thì người ta kêu cái hơi. Thì cô bây giờ cô có thể ca lại một phần của cái câu một được không cô? Bây giờ cô chỉ nhớ câu vô thôi à, được không? Dạ, nhưng mà cô nhớ câu vô rồi thì lát cô sẽ nhớ được câu một mà. Nó ngộ lắm. Tại vì cái đó là phim, thành ra mình cũng không có phải mà mình. Rồi sau này tại vì cô đi diễn nhiều quá, cô là không nhớ. Dạ. Không có nhớ nhiều, chứ mình một lần đó rồi mình đâu có hát lại nữa đâu, cho nên không có nhớ. Rồi vậy thì cô hát cái câu giọng cổ đó đi con. Vậy ha. Dạ. Câu đầu thơ nha. Dạ. Chàng ở đầu sông, em ở cuối sông, nhớ nhau mà không sao gặp mặt, dù hai ta vẫn cùng uống chung dòng nước in bóng ai đưa ở đôi bờ. Lấy dây này hơi bị thấp. Anh Nguyễn Chánh Tính ngồi dưới làm khán giả. Làm khán giả. Xem cái trích đoạn Chuyện cổ Bát Tràng. Cô đóng vai một cái vai thứ kế cô Phượng Liên. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì cô có hát một cái câu giọng cổ khi mà cái diễn viên mà cái anh hoàng tử đó kêu đánh trống phải không? Đánh trống đúng rồi. Dạ. Chuyện cổ Bát Tràng là bao nhiêu năm rồi cô? Cũng mười mấy, hai chục năm rồi. Hơn hai chục năm. Con nghĩ là phải ba mươi mấy năm. Lâu quá rồi, giờ cô không nhớ, nó thật không nhớ. 40 năm. Con năm nay là 55 tuổi. Mà lúc con học lớp 6 thì cái đã phim dán bài lật ngửa. Rồi cái chương trình mà nãy con nói với cô á, là cái thời đó là tivi á, là còn trắng đen. Cô á, thì cô đóng tuồng nhiều. Nhưng mà nếu mà ca salon mà ca tân cổ giao duyên thì cô lại ít. Sau này là cô mới được thâu đâu cùng khoảng chừng 1-2 chục bài thôi là đã giải phóng vô rồi. Ngày xưa cô chỉ là diễn viên đóng những cái vai đào, ca mùi. Con chưa thấy cô đóng tính cách trong cải lương, đột nhiên cái cô chuyển qua hài. Thì cô nói con tại sao mấy người đó có bầu một mà bỏ cho cô làm hết trơn là vậy đó. Dạ. Đó cô nhắc lại cho con đó. Tại vì lúc đó là chị Hồng Nga cũng có bầu nè. Vai mụ mà 60-70 tuổi ai làm. Mà cô thì cô ở không. Tại vì mấy cái tuồng đó là trước khi cô về. Cho nên á, ông Bầu Xuân ổng mới nói thôi giờ chỉ còn con nhỏ này bắt nhỏ này làm thôi chứ ai làm. Mà con biết lúc đó là cô mới về giả lương, cô mới 17 tuổi à. Cái mặt còn non kẹt à, mà đóng vai bà già 60-70 tuổi giống như cô bây giờ làm sao đóng được. Thôi thì cứ vô ai nhờ mấy chú vẽ mặt giùm cho mình thôi ra làm. Mà tao nói ai ra mà dùm cái mặt cô là hết hát luôn được. Tại vì vẽ quằn vẽ quện, con biết vẽ dấu chân chim nè. Nó để cho nó thành bà già mà rốt cuộc ra nó không có già mà cái mặt. Cô còn nhớ chú ba ngà, chú vẽ cho cô mỗi lát, chú vừa với chú cười hoài, hỏi sao chú cười. Trời ơi, ta vẽ cái mặt mày nó không giảm giống như con cột la ve. Thành ra tự dưng cái mình á, ủa sao kỳ vậy. Còn chú Tư Rợm chú ra chú kêu má ơi con chở má đi cho ông vừa mà ông má phát ông cười luôn. Tại vì lúc đó là ông khoảng 40 mấy rồi mà mình là mới có 10 mấy tuổi, cho nên ông gặp cái mặt mình cái tự nhiên không ổng cứ vậy là trời ơi làm mình thiệt đúng tim chịu không nổi luôn. Rồi thôi qua cái chuông đó. Rồi còn tại sao mà cô hát được hài tới bây giờ là phải nói là chị Kim Ngọc. Chị Kim Ngọc thì chuyên môn là những cái vai đó, những vai em mà lý lắc rồi này kia đó là chị Kim Ngọc. Rồi xong chị cũng bể bầu, rồi cũng ai cũng cô nhào vô hết. Mà vô mà cũng biết hồi mình con gái mới lớn mà mặc quần sát tới nay luôn đó. Rồi áo ba lỗ đó, trời ơi mắc cỡ quá trời đó. Làm sao mà hát. Anh Hai Hùng Cường nói anh hát đi nhỏ, anh Hai ủng hộ mày hát đi. Mà cứ ngồi trong lòng ảnh không mà hỏi con sao chịu, cứ tự nhiên hát đi anh Hai đi không có lo. Rồi cái mình tập hát, cái tự nhiên cái mình làm cái chỗ đây thấy khán giả người ta cười, cái tự nhiên ý sao ngộ vậy, mình nói trong lòng ủa sao ngộ vậy. Rồi cái từ từ hát từ cái suất này qua cái tức suất khác, cái bắt đầu mình dạng dĩ rồi bắt đầu mình mới thả mình phiêu theo cái giai tuồng này, cái tự nhiên cái mình thấy mình thành công được. Cô nhớ cái tuồng gì không cô? Hồi đó là gái nhảy á.
Cái nhảy. À, cái nhảy đó là lúc đó rồi xong đó. Bối đo ni đóng dài cho cô, đóng cái đầu tiên của cô là cái gái điếm vợ hiền. Là cô làm em của chị Bạch Tuyết. Là con nhỏ đó mới có 15, 16 tuổi thôi mà cũng mặc đồ y như vậy luôn. Rồi bắt đầu dần. Rồi mới qua tới đưa cho cô tới mấy cái vai mà con em chồng mà xéo sắc với chị dâu. Trời ơi, đó giờ mình đâu có bao giờ mình xéo sắc với ai mà giờ phải xéo sắc. Xong rồi mình cũng ráng. Mình nhớ mang máng, ví dụ ở lối xóm mình hay là mình đi đâu mình gặp một trường hợp mà chị hay là em gì mà nó xéo sắc như vậy, cái mình mường tượng vô được, mình làm vô dày liền. Cho nên á, cái này á, là cô nói là mình phải học từ ngoài đời mình đi học vô, chứ không phải tự ai mà thiên tài mà nói tự nhiên tôi hát được, không phải vậy. Bởi tại sao á, cô đi đường á, có những cái chuyện mà bất chắc cái gì đó, cô ưa để ý với cô ưa dòm lắm. Không biết ngày sau mình có trúng ngay cái vai đó không, mà thiệt trúng, giống như cô đó. Có cái bà đó, bà say rượu vậy thôi, bà ngã tới ngã luôn và chịu đời không nổi luôn vậy. Cô nói trời ơi sao đàn bà mà uống rượu gì ghê vậy, mình nói. Nhưng mà tới đụng cái cô vô, dướng cái vai mà người ta đi kiếm cô phải vô cái vai y như vậy. Vô một cái là ăn liền luôn. Tại vì mình cứ nghĩ, hồ bà ngồi làm sao, rồi cái cách bà uống rượu làm sao, rồi cái cách bà nói chuyện làm sao. Rồi khi mà ấy rồi bà tỉnh rồi nó tỉnh mà cũng không phải tỉnh nữa, nó tỉnh mà cái kiểu mà nó cứ chập chờn cái kiểu đó nữa. Cho nên mình phải học cái nghề này, cô cảm thấy rằng hình như là mình học tới ngày mình nhắm mắt luôn chứ không có buông được đâu. Cô nói thiệt, nếu mà mình còn yêu cái nghề này là mình sẽ không buông được. Con cũng vậy thôi cô, nhưng mà con hỏi cô này, dù trẻ cô xinh đẹp và nhiều chàng trai đến mà quen cô thì cô có thể kể cho con nghe những cái mối tình đầu tiên của cô được không cô? Cô có không cô? Cũng có chứ. Dạ, cô kể đi cô. Có. Ví dụ như hồi cái thời của tụi cô đó là nói thẳng sĩ quan nhiều lắm. Cô không có vướng tình cảm nhiều là tại vì á, nghe cái câu mà ông bà ta nói là mình đương lên nó đừng có lấy chồng sớm, mà lấy chồng sớm nghề mày nó đi xuống luôn, nó tiêu luôn á. Lục nghề. À, mình lục nghề đúng ai kêu mày nữa. Cho nên vì ở chỗ đó mình sợ mà cái gì mình cũng dè dặt hết. Cũng có, cũng nghĩ nhưng mà nói tiếng yêu người ta thì không đến đổi mà yêu cuồng nhiệt mà để ở với người ta đi thì cái chuyện đó không có. Con tin số phận chứ cô tin số phận đó, rất là tin. Nhiều khi mình chưa tìm đúng cái đối tượng của mình hay là cái người mà để mình ăn đời ở kiếp thì mình phải đi tìm hoài. Còn hả trúng rồi cái nó xin lỗi nha, gõ đầu để đi cũng không đi nữa. Như ông xã của cô đó ha, lớn tuổi hơn cô thật, nhưng mà ông rất là yêu cái nghề của cô. Bây giờ em chỉ ăn, em ngủ và em đi hát thôi, không cần biết chuyện gì hết, anh lo hết. Còn có nhiều người tại sao cứ phải đi theo tò tò dữ mà vẫn mất. Còn như mình nó thả đi cho nó xong rạc chở đâu không cần biết, nhưng mà người ta cũng không có sợ, đúng không? Tại vì người ta biết. Bây giờ cô nói nhiều khi người ta không biết, người ta nói tại sao bà này bà lấy ông này được mấy chục năm tôi không biết sao không lấy gì được không biết nữa. Tại vì họ không hiểu được cái cảnh của người ta và họ không hiểu được cái tâm ý của người ta. Vợ chồng phải hiểu cái tâm ý nữa, rồi hiểu được cái hoàn cảnh nữa thì mình mới ăn đời ở kiếp được. Như ngày xưa chồng cô cũng là đại gia, nhưng mà khi mà thất thời một tiếng nói lớn cô không dám nói. Nếu người ta nói cô sợ chồng cô chấp nhận, một tiếng nói lớn cô không dám nói là tại vì sao? Khi người ta ở trên đỉnh cao, mình muốn cái gì người ta cũng cho mình được hết. Nhưng mà khi người ta rớt xuống rồi, là bắt đầu những cái tự ái gì người ta cũng có hết. Cho nên chỉ cần một tiếng mình nói nặng một chút xíu thôi, người ta cũng cảm thấy người ta bị xúc phạm và người ta buồn lắm. Cho nên vì cái chỗ đó khi mà chồng cô thất thế rồi là cô không bao giờ cô nói nặng, mà cũng không bao giờ trách cái gì nữa, mà mình phải giúp đỡ tinh thần cho người ta đi lên, chứ không bao giờ cô để cho người ta tụt xuống. Cho nên vợ chồng của cô đó sau này đó, không biết từ nghèo khổ mà đi được tới ngày nay mà cô có được cái ngôi nhà ấm cúng để cho cô ở như vậy, cô rất mang ơn chồng cô. Là tại vì mình nói thẳng đồng vợ đồng chồng đó. Ví dụ bây giờ cô nói con là bây giờ một cái người làm ra tiền, trong khi vợ con không làm gì hết, nhưng mà nếu không có cái người ông thần giữ cửa này thì con có được ngày nay không? Thì cô cũng giống như vậy. Cô đi mần bao nhiêu là chồng của cô giữ. Một ly cà phê ở ngoài ông không dám uống, một điếu thuốc ông cũng không hút. Ăn một miếng giặt gì ở ngoài ông không dám ăn, phải chờ có cô ăn ông mới ăn, không có là ông ăn. Mới được cái cơ ngơi này. Đừng có bội ơn nha, cô nói thiệt luôn đó nha. Cái hậu phương này ghê lắm đó. Yeah. Đó, như cô quen với con từ hồi mà tụi con còn khổ nghèo, đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ cô nói thẳng luôn. Mấy chục năm rồi cô. Mấy chục năm rồi. Nhưng mà vợ chồng con không xê xiển là cô rất là mừng, giống cô đó. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Đó, năm nay cô 74 tuổi rồi. Nhưng mà cô vẫn còn được đứng trên sân khấu và cô vẫn còn được em cháu, anh chị em thương cô, giúp cho cô còn có được chén cơm.
cô rất là mang ơn. Thí dụ như con chẳng hạn đi, cô Lý hát cái giai đó được đó, kêu cô Lý đi, chứ con không nói làm sao người ta biết cô. Cho nên cô rất là mang ơn con. Cô nói thật. Hay là những em nhỏ khác chứ không phải riêng gì mình con đâu. Tuổi của mình nó khác rồi, chứ không phải giống như tụi con ở người này người kia giành giật kêu. Còn với tuổi của cô là nó khác rồi. Nghe cô nói thì con thấy cô rất là yêu chú. Sao cô chỉ có một mình bé Ngọc mà không có thêm em bé Ngọc hoặc anh bé Ngọc? Nói chung là khi mà giải phóng xong rồi đó là cô có bầu bé Ngọc. Yeah. Rồi sanh nó ra. Lúc đó nói chung điều kiện mình cũng bị khó khăn quá. Thì không biết cái thời đó là cái thời khó khăn lắm. Cho nên cô tính để thôi để 10 năm nữa mình sanh một đứa nữa. Nhưng mà xong là không được nữa. Thì thôi. Trời cho nhiều hưởng nhiều. Trời cho nhiều hưởng nhiều. Như vậy thì giờ nhưng cũng... mà một đứa nói chung nó cũng hẻo lắm đó con. Dạ. Ừ. Nhưng mà thôi chịu thôi. Dạ. Ok. Theo thông tin con biết thì cô là một trong những người vừa diễn mà vừa làm bầu show đó phải không cô? Đúng rồi. Khi mà cô lập gia đình đó, sau giải phóng. Dạ. Ông xã cô mới lập đoàn. Dạ. Để đi xuống với Cần Thơ diễn. Dạ. Thì cô diễn tròn đúng một năm là dẹp tiệm luôn. Sao mà cô làm ăn thất bại quá? Cái thời cuộc lúc đó nó cũng hơi bị khó khăn nhiều lắm. Mình cũng không đánh đổi mình tệ lắm đâu. Nhưng mà có lúc mà cái cô thời gian mà cô mới lập cái đoàn, ông xã mới lập cái đoàn cho cô đó, đi xuống với làm thì lúc đó giấy tờ khó khăn lắm. Không có cho mà mình chuyển từ cái tỉnh này qua tới cái tỉnh kia. Chỉ hát vòng vòng ở trong cái tỉnh đó thôi. Mà hát không lẽ giờ hát hoài năm này qua tới tháng kia hát con chỗ một. Mình chịu không nổi thì thôi bứt luôn thôi. Lúc đó cô đầu tư bao nhiêu tiền cô? Cô nhớ nhiều lắm. Thí dụ như con làm đoàn thì thí dụ như con cũng phải mướn cả cảnh trí hoặc là âm thanh ánh sáng. Còn cái này tất cả toàn bộ là tiền nhà của cô bỏ ra hết. Âm thanh ánh sáng cảnh trí rồi tới cái xe hàng cô cũng mua luôn. Xe chở cảnh đó cô cũng mua luôn. Thì đoàn của cô lúc đó thì là ai là người diễn chung với cô? Những người là Diễn Sơn nè, Bạch Lê nè, sau này có anh Minh Cảnh nữa. Ừ. Đó rồi mấy anh chị em phụ nữa. Nói chung là cũng có tên tuổi đó chứ không phải không có tên tuổi đâu. Nhưng mà cứ diễn vòng vòng ở trong cái vụ như cái kén về cứ đi vòng vòng hoài sao được. Cô thành lập đoàn năm mấy cô? 76. Cái đoàn rã năm mấy cô? Cuối năm 76 luôn, đầu năm 76, cuối năm 76 rã luôn. Trời ơi. Nói chung tiếng rã là không phải là cô rã mà là mình giao lại cho nhà nước để rồi người ta quản lý, cũng biểu cô ở lại. Thì cô mới nói trời giờ gốc gác mình ở thành phố, rồi giờ đi xuống nhìn đi như vậy là làm sao, rồi giờ phần có con nhỏ nữa. Thành ra thôi cô đi về thành phố luôn. Thì cái lúc mà cô tham gia nhà hát Trần Hữu Trang, cô hát mấy cái tuồng như là Chuyện Cổ Bát Tràng nữa. Không, cái đó là Trần Hữu Trang à. Dạ. Yeah. Ừ. Trần Hữu Trang. Trần Hữu Trang là sau này cô về đó là cô mới đi Thanh Nga. Dạ. Lúc chị Nga mất 1-2 năm gì nữa đó là cô mới về Trần Hữu Trang. Dạ. Cô về đoàn Thanh Nga cô diễn những tuần nào cô? À, cô diễn cô giáo trong nè. Nói chung mấy cái tuần cũ thì cô cũng diễn hết. Tức là cô về đó là cô diễn chung với chị Thanh Nga là một vở là Qua Một Lan á. Chị Nga để cho cô hát hai cảnh đầu và hai cảnh cuối là chị Nga làm. Mấy cái tuần kia là cứ hả tuần nào mà một đầu chánh á thì chị Nga chia cho cô một phần nữa là chị ngang nữa. Rồi sau này đó là cô về dựng cái rồi đó là mấy cái tuần sau là mới tin đó là cô làm hết mấy cái vai của cô. Cái hơi cô, cái giọng của cô vẫn còn hấp dẫn, vẫn còn trong trẻo. Vẫn còn trong trẻo nhưng mà nó không được dài giống như hồi xưa nữa. Tức là cái hơi mình nhiều khi nó bị đứt đoạn chứ không có giống như hồi xưa mình đi chân tru luôn được. Yeah. Tại vì cái tuổi của mình nó lớn rồi. Yeah. À, nhưng mà hơi thì vẫn còn nghe được lắm, không đến đổi tệ. Có lần cô đi quay phim cho con, cái phim Bị Bịp Kêu Chiều á, cô hát cái bài giọng cổ rồi cái bài Hoa Tím Bằng Lăng. Ừ. Gió lên lay động hoa bằng lăng thước tha, hoa diêm kiều hoa mặn mà. Màu hoa. Quên rồi. Màu hoa tươi thắm. Màu hoa tươi thắm lắm hoa ơi, cũng như câu chuyện tình ta ngát hương. À, thấy chưa? Hơi của cô vẫn còn mặn mà. Cô sẽ nghĩ như thế nào về cải lương và ước mơ của cô với cái nghề của cô bây giờ? Bây giờ cô ước mong sao đó ha? Có một cái sân khấu mà cải lương mà được diễn với những anh chị em cũ của cô đó. Cô ước nguyện cái đó. Gặp lại những gặp người, gặp lại những anh chị em xưa của mình mà mình trổ hết tài ra để mà mình làm á, nó đã lắm con.
sân khấu mà phải nghĩa là dựng cảnh như là như thật á thì mình hát mình mới thấy nó hay hơn. Chứ giờ cứ ước lệ thả cái màn xuống là cái nhà, thả cái màn xuống là cái ghế salon là không được, thấy nó làm sao đâu á. Giờ chỉ có hai mẹ con sống trong một cái ngôi nhà nhỏ nhưng mà hạnh phúc. Ước mơ của cô ở tương lai là gì cô? Cô cầu xin tổ nghiệp cho cô đi hát cho tới ngày cô nhắm mắt thôi. Cải lương cũng được, kịch cũng được, miễn sao là được đứng trên sân khấu là cô vui rồi. Như tụi con thì bây giờ còn trẻ, sinh hoạt mỗi ngày thì nó khác rồi. Còn với cô thí dụ 5-7 bữa làm hơi 4-5 ngày rồi cái tự nhiên nghỉ tuần lễ, cái tự nhiên cảm thấy như mình mang bệnh vậy đó. Mà ai đã kêu xô ơi mốt hay bữa kia gì đó hát cho con hay cho em vậy cái nghe, tự nhiên giống như mình được một cái miếng thuốc hồi sinh á, uống vô cái hết bệnh liền. Tự nhiên cái người mình khỏe rồi, cái vui lên dữ lắm, cái là mãn nguyện rồi. Cái vui là được đứng trên sân khấu, được gặp lại những người đồng nghiệp à, và được gặp khán giả và cải lương nếu được hát. Trời ơi, nếu được cả hát cải lương là mừng dữ lắm, là càng hạnh phúc. Hồi nãy giờ tất cả mọi người nghe cô Kiều Mai Lý nói chắc cũng đã hiểu. Riêng cá nhân tôi cảm thấy tôi rất là xúc động và tôi rất hạnh phúc khi tôi được trò chuyện với cô ấy, và gần như những suy nghĩ của cô Kiều Mai Lý cũng giống như cái của tôi. Rất cảm ơn cô đã nhận lời mời tham gia chương trình và con chúc cô sức khỏe để cô thực hiện hết tất cả những dự định ước mơ của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.